Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Khí hậu Năng lượng Xây dựng Đan Mạch đã ký kết văn bản thỏa thuận về tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực phát triển năng lượng với trọng tâm là hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo. Hoạt động chính của thỏa thuận này là xây dựng một báo cáo phân tích năng lượng mang tính chiến lược mới cho Chính phủ Việt Nam, các cơ quan chính phủ và Viện Nghiên cứu Việt Nam cùng chuyên gia Đan Mạch xây dựng một mô hình tổng thể phục vụ việc phân tích và tối ưu hóa hệ thống năng lượng ở Việt Nam. Biên bản ghi nhớ được hình thành vào thời điểm chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới chung tay hợp tác nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu. Vì vậy, Việt Nam sẽ cần thực hiện các chính sách bền vững về sử dụng năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và giới thiệu những công nghệ sạch để thúc đẩy một nền kinh tế xanh. Đan Mạch đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với mục tiêu giảm mức tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam xuống 5-8%. Cũng tại lễ ký kết đã diễn ra nghi lễ trao kỷ niệm chương cho ông Johnson, đại sứ Đan Mạch vì những cống hiến và đóng góp của ông cho sự phát triển của ngành công thương Việt Nam.